Làm sao này? Bên đó, bên từ từ. Thế chị phải đi đâu bây giờ? Đây đây, ngồi xuống đây à. Chị kể cho em nghe. Chị làm sao? Hôm trước vừa thấy chị ở nhà của cái anh Lửa kia cơ mà. Thế bây giờ chị thế nào? Chị không phải chị vẫn đang ở đấy à? Em chạy trốn được. Trốn được à? Vâng, em chạy đi 2 ngày 2 đêm này. Ôi. Thế cả thế bây giờ chị đi đâu? Em muốn về nhà, nhưng mà em về nhà về nhà đi đường nào? Biết về nhà đường nào à? Thế được rồi, để em đưa chị cho ra chỗ cơ quan gần nhất đấy nhá. Được không? Em mà đường về đấy, cảm ơn anh ạ. Rồi, ok.
thế chị lên xe xong em đưa cho chị đi. Em đưa cho chị ra đây. Ra ngoài chỗ này. Báo trưởng thôn nhá. Đây, lên chị lên. Bây giờ thì tôi cũng đang bận. Thì bây giờ còn về quan xuyến cái việc của công trường ấy, thì bây giờ thì anh cố gắng để giúp đỡ chị, có những cái gì thì liên lạc với tôi, bởi vì ở đây thì tôi cũng hay qua đây suốt. Anh cố gắng giúp chị ở đây nhé. Ở đây thì anh cảm ơn anh. Cảm ơn nhé. Chị giúp đỡ ơi, anh giúp đỡ chị. Thì về thì tôi xem cái này đây. Còn ăn gì nữa không? Không ăn gì cả. Thế tạm thời ghi lời khai của chị như vậy. Ngày mai thì tôi sẽ điều tra thêm. Bây giờ tối rồi, thế chị cứ tạm thời nghỉ ở đây đi. Ngày mai có gì tôi điều tra thì tôi sẽ điều về. Cái đơn trình báo lời khai của chị Yến ấy, bây giờ là theo tôi ấy, là cứ mời chồng chị lên đây để làm việc đã. Xong anh em có cái hướng tí lời khai của ông ấy khớp không? Đồng chí ơi, xuống mời chồng của ông ấy lên đây, tôi có chất để tôi đi mời. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Ai đây? Ai nhà? À, anh ạ. Anh nhá. Có việc riêng gì? Có, tôi đến có chút việc. Bà nhà, bà nhà. Anh nhà một mình à? Một người lên đâu? À, đấy đi có việc rồi. Anh đến làm gì nhỉ? Có việc riêng gì? Tôi đến có chút việc. Mình bây giờ tôi nhận được một lá đơn là có liên quan đến anh. Nên là tôi cũng mời anh lên trụ sở để hợp tác. Chúng tôi nhưng mà có việc gì nhỉ? Tự nhiên lại liên quan đến anh và vợ anh. Thì anh cứ nói thẳng là liên quan là việc gì. Tôi mới đi được chứ tự nhiên đến đâu mà. Bây giờ anh cứ đi cùng tôi. Nên tôi chỉ hỏi một số việc thôi. Tôi muốn biết là có vấn đề gì thì tôi mới đi chứ. Đó, nội dung công việc là có liên quan đến anh và vợ anh. Thì bây giờ tôi đang nghi ngờ là có mua bán người trái phép. Tôi có làm gì đâu mà tự nhiên tôi mua bán người. Thì bây giờ tôi mới phải xác minh. Mời anh lên cơ quan để làm việc để xác minh. Anh đi cùng tôi. Rồi. Thank you.
vào đây. Anh vào đây. Mới anh vào. Chị trốn về được thì về báo với chính quyền, báo làm đơn. Thì nay tôi mời anh lên đây để làm rõ một số việc mà anh ra khỏi nhà bao lâu? Tôi không rõ nhưng trong cũng lâu đấy, khá lâu, cũng là tầm tuần, chắc gần 2 tuần. Thế anh không biết là đi đâu à? Thì tôi đi tìm rồi mà không thấy. Sao anh không báo về chúng tôi? Thì xa quá thì tôi không có được báo. Đang mở hôm nào ra thị trấn thì chợ để báo chứ còn. Nhưng mà anh phải đi tìm chứ. Thì tôi cũng đi tìm rồi nhưng mà đi không thấy thì tôi cũng về thôi. Không mà đang định bảo là ra là thị trấn, ra chợ thì như tìm báo. Như là bắt cóc này kia thì chứ không phải đi tìm chứ. Cũng lớn rồi giờ bắt cóc gì nữa. Đấy thì người ta tuyên truyền bắt cóc trên mạng ngay. Bắt trẻ em chứ ai bắt người lớn mà. Thì đôi khi cũng bị gửi về này biết cái này cũng là người ta đi theo. Tôi thì nói chung là cứ tưởng là nói đi thôi, chơi với ai thôi. Tôi tìm thì không thấy thì cũng thôi. Bởi vì cơ bản nhà tôi thì có 3 người thôi, chứ không phải 2 người. Nên là một khi như thế nào đấy người này người kia đi thì không phải. Thế chị ra khỏi nhà lúc nào anh biết không? Cái này thì khó đấy, bởi vì cũng lâu rồi, tôi không nhớ đâu. Có thể ông nói mấy lần tối quanh đấy, nghi ngờ là... Ai bảo là tôi chối, tôi nói thật mà, một hai ngày thì trước biết, chứ một hai tuần thì sao nhớ được. Giờ đầu óc cũng kém rồi. Tôi nghi ngờ là đi bắt vợ rồi phải không? Phải bán vợ buồn cười anh nhỉ? Sao anh khẳng định như thế nhỉ? Người ta sao phải bán vợ nhỉ? Thì tôi đấy, giờ người ta đã lấy rồi. Người ta nào? Có đơn, người ta có đơn đâu mà. Người ta đơn thì đấy, đâu, đơn đâu? Đơn đâu? Đơn đâu? Để xác minh thì là... Để xác minh nhưng mà anh nói đấy, anh khẳng định tôi là tôi bán vợ với ai mà chấp nhận được. Tôi thì khẳng định là không có chuyện là bán vợ ở đây đâu. Hôm qua là đích đi đâu đi thôi, tôi không tìm được đâu. Tự nhiên các anh bảo cô bán vợ là không có thể được sai đấy. 12 tuổi là... Thì sai rồi. Cầm loan những lời anh nói... Tôi khẳng định ở đây, tôi khẳng định là tôi nói đúng sự thật. Tôi sẽ mời vợ của anh lên để cho hai người đối chất với nhau. Đấy. Các anh muốn mời ai thì mời thôi. Cần thiết mời đây đối chất, tôi đối chất được. Tôi mời người đối chất. Vâng, tôi nói gì đâu. Mời anh lên đây. Mời ai thì mời thôi. Rồi thì có gì thì khai đấy thôi chứ. Em chỉ vẫn là đấy. Chị ngồi lên trong. Đi đâu mấy ngày làm giờ hôm nay. Chị uống nước đi xong là chị cứ tưởng còn lại cái sự việc từ đầu đến cuối cho bọn tôi nghe. Đấy có gì nói đi. Tự nhiên bảo. Có gì chị có nói không phải sợ đâu. Tôi... Nói cái gì phải nói thật. Anh cứ bình tĩnh để chị nói. Cái hôm mà anh ông chồng em đấy đưa em đi thăm bà con ấy là hôm đấy là em mất đi, xong rồi vì là thấy ở nhà người khác rồi thì em nghi ngờ là chồng em cấu kết với ai đấy là bán em đi. Chưa có việc đấy không? Cái này là nghi ngờ thôi, tự nhiên các anh mà tôi anh... là như thế nào? Có phải hai vợ chồng đi thăm bà con không? Có việc đấy không? Đi là đi, ừ, tôi đồng ý là hôm đấy là đi. Mà đi đến nửa đường thì tôi với cô ấy là có đi cùng nhau không đâu. Thế mà đấy anh nói bảo là vừa đi nhưng mà không biết. Thì rõ ràng đi cùng nhau nhưng mà đi nửa đường thì không có biết ai đi. Chị là vợ tôi đi đâu đâu. Tôi quanh từ đấy đấy, tôi thấy nào.
Anh có nói đâu? Anh có dám khẳng định là anh tôi đi đâu anh không biết không? Rõ ràng là cái lúc đó tôi ngã xuống xong rồi anh dìu tôi đi cơ mà. Anh có khẳng định là thì đấy là được nửa đường đấy, đúng không? Đây thì đó, tôi tỉnh lúc nào? Tỉnh nào? Anh đi lúc nào? Đường? Xong anh có đi tìm tôi không? Hai người đang đi cùng nhau. Thì đi tìm mới không thấy thì tôi mới về nhà, đúng không? Sao lúc đấy anh không báo chính quyền mà anh? Thì lúc nãy tôi nói với các anh đây rồi là bảo một là nhà xa, cái thứ hai là tôi đợi khi nào mà ra đi thị trấn, khi nào đi chợ thì tôi mới báo. Chứ tôi cứ bảo là tôi không bảo là tôi có bảo là tôi không báo rồi. Đấy, tôi nói là khi nào ra thị trấn, khi nào đi chợ thì tôi mới báo, chứ tôi không phải là tôi nói là tôi không phải là đến báo định bao giờ mới báo. Thế bây giờ thì tôi bảo là khi nào ra thị trấn thì mới báo rồi. Chị mất tích bao nhiêu ngày mà sao anh không trình báo? Ô, buồn cười nhỉ anh. Tôi bảo là khi nào tôi ra thị trấn đi chợ thì tôi mới báo, chứ bởi nhà tôi ở trong. Thế một tháng anh lên ra thì anh bên một tháng đấy mới báo. Lúc nào là do của tôi chứ. Bây giờ tự nhiên sao mà ấy được? Thế sao là anh toàn đi báo gì đến cái đấy là vấn đề của tôi. Cái đấy là gia đình tôi mà các anh tự nhiên ép cho tôi là anh làm nhỉ? Lần trước tôi vào nhà anh thì anh cũng bảo chị đi chợ. Sau đấy thì rõ ràng đấy là vợ tôi đi chợ. Bây giờ anh hỏi, bây giờ anh hỏi vợ tôi có hai vợ cơ mà. Nhưng mà ngày hôm đấy là vợ nào? Hôm đấy tôi đến tôi gặp hai anh chị gặp anh đến lúc nào? Anh có bằng chứng không? Anh với chị kia ở nhà cơ mà. Nhưng mà anh có bằng chứng không? Anh đến lúc nào? Lúc nãy là tôi nói là có hai người anh vào đúng không? Lúc đấy tôi nói vợ tôi vợ kia tôi đi chợ. Nhưng mà lúc đấy tôi là hai người ở nhà cơ mà. Hai người lúc nào? Tôi thấy không thấy chị Nhí ở nhà tôi mới hỏi. Thì anh có hỏi là chị Nhí đâu? Anh chỉ hỏi là vợ tôi thôi. Thế vợ của anh lúc đấy hai vợ chồng của anh ở nhà rồi. Tôi thấy thiếu một người tôi mới hỏi. Nhưng anh phải xung quanh. Chị ra ngoài kia để mà chị ra để tôi làm việc. Anh không phải chối quay. Tôi có chối quay. Nhưng mà hôm đấy anh có biết bản ghi không? Hay là có cái gì ghi không? Có cái không, không biết bản ghi. Thì thôi tôi, như tôi nói tôi lúc đấy là vợ tôi đi chợ rồi. Thì bây giờ tôi nói tôi nào? Anh phải chính đi. Cái này tôi đến anh đây. Tôi là mình có cụ thể cho đúng thôi. Rồi. Tôi biết là anh này đang cố gắng là khẳng định tôi này. Khẳng định tôi bán rồi này. Phải anh đây xác minh hai bên nào cho nó cụ thể. Tôi nói là hai cách đây 1-2 ngày thì tôi có thể nhớ. Bây giờ cách đây 1-2 tuần mà anh có biết chắc chắn là anh không nhớ được không? Tôi chắc chắn tôi nhớ rồi. Bình tĩnh đi. Tôi chính anh nhé, tôi cũng đồng ý thôi. Anh cứ bình tĩnh. Tôi nhớ anh bị sai. Vậy anh ở đây để xác minh đó chủ đề thôi. Không phải là thì tôi lên đây để hợp tác với các anh làm việc đúng không? Được. Nhưng mà các anh đấy anh này đấy đang cố gắng ép tôi vào cái tội bán. Tôi chưa ép anh. Thì anh đang anh tôi đang bảo cái không? Lời khai của anh đang mâu thuẫn với nhau. Mâu thuẫn cái gì? Đang không trùng khớp với nhau. Chỉ là mâu thuẫn là hôm đấy anh vào nhưng mà anh cũng chắc chắn là chưa có ngày là anh tôi đang bắt thì đã không phải là lời khai đang không giống nhau rồi. Cái đấy là do tôi kệ tôi chứ. Sao lại kệ lời khai nói không giống nhau rồi? Ta có việc đến đây thôi, để anh đấy về nhà thì chúng tôi bàn bạc theo ý. Thế được rồi. Thế bây giờ là như nào? Đưa tôi về hay là tôi tự về? Anh đi về. Cái anh vớ vẩn nó không vừa lúc đưa tôi đến là đi bằng xe máy bây giờ đưa tôi tự cho tôi tự về à? Tôi sẽ gọi xe đưa anh về. Anh cứ về đi, gọi xe rồi anh về đưa anh về. Đồng chí sang sang bên sang bên xem sự thật nó có đúng lời kể của mình chứng kể không? Rồi, cháu phải đi sang để liên hệ bên đây xem như thế nào. Đi. Đi qua.
căn hộ này đấy Thăng à? Đấy nhá. Ơ, tao làm gì đây? À, đang nhập ngô. Hơi nhức ngô, làm mệt mén. Còn mình nhiều ngô phết đấy anh nhỉ? Có được ít thôi. Chắc to nhỉ? Nhiều ngô thế này cho cái gì ăn được? Ôi, làm mệt mén ăn cho người ăn thôi. Có mấy người ăn hết nào được? Nhà có mình thôi, chưa còn vợ nhưng nó trốn mất rồi. Đang có vợ hả? Đi tìm mấy hôm nay không thấy à. Sao lại trốn? Vợ của mình mà, sao lại vợ trốn? Nó, thế không phải mình lấy về à? Mình, nó trốn mất rồi. Nó không chịu mình. Thế á? Ở nhà mới. Ở gì cán bộ? Ở là cán bộ ở nhà ông nước. Cán bộ đến nhà. Cán bộ ở nhà ông nước. Cán bộ đến thì phải mời cán bộ ở nhà ông nước. Ở đây ông nước cán bộ. Rồi rồi rồi, đây đây. Đây tôi đang có việc muốn hỏi anh tí. Ê Lưu tí. Đây anh biết người này không? À, con này. Biết không? Con này tao mua mày mà. Là vợ anh à? Ừ. Đấy. Tao vừa mua mày mà, nó là vợ tao mà. À. Vợ nó rồi. Vừa lửa à? Ừ. Nè, mua muốn nhiều không? Mua mấy con trâu ấy. Mấy con trâu cả? Ừ. Thế giờ đi đâu rồi? Giờ nó trốn đi rồi. Mua với ai đây? Mua với ai à? Ô, cái này không nói được. Ô. Có mấy con trâu mà không biết là... Mấy con trâu đi tìm mấy hôm nay không thấy rồi. Mấy con trâu mà không biết là đi đâu à? Nó trốn đi rồi. Ô, bảo đi mà. Cái tao cũng muốn mua con nữa về. Ô, cái này nào sẽ mua với ai để đi hỏi xem có khi lại sang bên đấy không? Ừ. Hay lại sang nhà họ được không? Cái này à không? Đi nào? Bảo, không được. Ô. Ô. Sao lại không biết? Ô. Ô. Biết thì biết đấy, nhưng mà cái này mày tao ơi, tao cũng muốn có về tao dùng mà. À thế nhưng mà nó cho tao cũng chưa về có. Bây giờ một mình là nhặt ngôi này. Ừ. Thế bà mua chỗ nào để bảo cho tôi với. Tao cũng muốn mua một con về. Để hồi tao là chăn chấu. Mày mua chỗ nào có bảo tao với. Cái này tao không biết đâu. Nhưng mà hôm nọ tao đi là gặp là tao mua thôi. Có cái ông ở xóm bên bán gần biên giới kìa. Bán áo. Đường... Bán áo. Cái đấy bản không biết đâu. Nó gần biên giới. Xa lắm. Tôi mua lấy một con về tao dùng hồ tao. Nó... Anh mua vợ về là anh sai đấy nhá. Ờ, họ bán là tôi mua mà. Thì bây giờ anh phải bảo tôi chứ, phải mua chỗ nào chứ. Ờ, họ bán thì mua mà, nhưng mà mua chỗ nào thì con để anh dẫn tôi đi được không? Đâu mà tôi đi được không? Bây giờ không dẫn được đâu, giờ... Không anh... Xa lắm. Anh chỉ nhà thôi, để bọn tôi sẽ đi. Ô, ông ăn lẩu kìa. Tôi nhà ông qua khe núi kìa, trên 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 khe với mấy cái núi qua vòng qua núi kia rồi bên giáp biên giới kìa. À. Bên đấy có mỗi nhà ông hay là mấy nhà nữa, nhiều nhà ở đấy không? Có mỗi nhà ông ở đấy thôi, gần biên giới thôi. Ồ, đấy có nhiều gái lắm nhỉ. Gái không biết đâu cái này ô, mãi mua được con bờ về nó chạy mất rồi. Giờ tìm mấy ngày cũng thấy cũng bực lắm đây. Được rồi nhá. Tôi rồi. Vâng. Vợ rồi, tôi cũng chào các bộ rồi mà. Cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Vợ rồi. Hôm nào lấy về thì giữ cẩn thận nhá. Vâng vâng. Để trốn nhá. Chào lưỡi nhá. Uống được mà. Khỏe đấy bác. Ừ, khỏe. Ngày làm được mấy chai? Hai cốc thôi. Thế này, hai ba cốc chứ. Phải để cho một chúng tôi hỏi một tí nhá. Ra để chúng tôi hỏi một tí. Bác có biết người này không? Có mà. Đấy có phải vợ A Lử không? Thế bác không quen à? Không phải vợ A Lử à? Có mà. Ông nhìn kỹ xem à. Đây, bác nhìn cẩn thận nhá. À đúng rồi, vừa A Lử đấy. Phải không? Ừ. Phải rồi. Bác bán ra A Lử à? Vâng. Có phải đấy không? Vâng. Thế ai bán cho bác? Bác không nhớ người à? Không, không nhớ đâu. Bác cứ nói đi. Đây, đây. Thế có phải người như thế này không?
Phải người này không? Ờ đúng rồi. Thế là anh ta đi một mình à? Hay là đi với ai? Đi một mình mà. Một mình à? Ừ. Thế có chắc chắn là này không? Ờ chắc chắn mà. Ừ, ông này không? À đấy gì? Ừ. Được rồi, được rồi. Vâng, thế cảm ơn anh nhá. Vâng. Rồi. Cảm ơn nhá. Sức khỏe mau chưa? Ôi, ngày uống hai chai nữa nhá. Vâng. Chào ông à. Ô, cái cặp. Anh bị bắt. Anh Im, ngày nghe lệnh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Lệnh bắt người để tạm giam. Căn cứ quyết định của công an tỉnh ra lệnh bắt tạm giam đối với anh Đào Văn Quân về hành vi mua bán người trái phép. Đề nghị anh lên cơ quan phối hợp cùng tôi để giải quyết. Mời anh phối hợp. Mày chí, mày là Đức Quân.